Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy một cái kính có thể phát nhạc được của Bose có tên là Bose Frame Rondo. Thì đây là cái sản phẩm mà hướng tới người dùng là nữ, tại vì nó có cái dạng khung của nó cũng như tròng của nó thì nó hơi tròn tròn tíu. Còn ở phía bên này chúng ta có cái Bose Frame Alto. Đây là cái sản phẩm dành cho nam. Đó, các bạn thấy là cái phần gọng kính cũng như thiết kế của nó cũng nam tính hơn khá nhiều so với cái Rondo đã ra mắt trước đó. Thì cả hai sản phẩm này đều có một cái giá duy nhất, đó là 5.990.000 đồng. Đó, giá rất là hời để các bạn có thể sử dụng một cái thiết bị công nghệ rất là đỉnh cao luôn. Đó là các bạn vừa có thể đeo kính để chống lại tia UV này, nó sẽ chống được tia UV cho các bạn luôn, vừa có thể nghe nhạc được, vừa có thể đàm thoại được. Đây, mình sẽ tháo cái seal ra cho các bạn coi bên trong bao gồm những gì. Cái này vừa mới có mang nguyên thôi, mà khui ra cho các bạn coi ngay. Đó, rồi khui nó ra bên này nhé. Rồi để mình làm cho nó trọn vẹn luôn, sẽ rạch một đường bên này để mình lấy cái này ra. Rồi nó sẽ tuyệt vời hơn và đẹp hơn rất nhiều. Rồi đấy, thì cái hộp của nó cấu tạo y chang như với cái Rondo thôi, nó không có gì khác biệt nhiều đâu. Chúng ta vẫn có một cái hộp kính ở phía bên ngoài là cái dạng nhựa cứng và họ bọc da phía bên ngoài này. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm cái tài liệu hướng dẫn đi kèm. Đây, mở ra các bạn coi hết tất cả những phụ kiện bên trong. Đó, rồi ở phía dưới này hết rồi, chúng ta coi lại phía bên trên coi có phụ kiện gì hay không. Thì mình nghĩ là cái này nó cũng sẽ đi kèm cái phụ kiện, đó là cái dây sạc. Đó, hộp này không có gì hết. Đây là cái kính. Ở phía bên trong thì trước khi mà chúng ta xem cái kính, chúng ta xem cái hộp. Thì các bạn thấy là Bose họ làm cái hộp này rất là đẹp. Các bạn thấy nó rất là thời trang, vừa thời trang cũng và rất là công nghệ. Ở đây có cái 500 hít vào. Đó, các bạn để vào thôi là nó sẽ tự động nó hít. Rất là hay. Này, ở phía bên trong là một cái lớp nỉ, rồi có một cái khay, một cái khung ở giữa để nó giữ cho cái hộp kính này nó không có bị móp lại. Đó, đây là phụ kiện đi kèm. Chúng ta có một cái túi đựng cái kính, không phải là cái túi đựng kính mà là cái túi đựng phụ kiện các bạn. Đây là cái dây sạc đi kèm. Thì dây sạc này là dây sạc 500 mà Bose họ đi kèm theo cái sản phẩm này. Chúng ta có thể dùng nguồn nhỏ để sạc vào, khoảng 5W là mình nghĩ là ổn. Đó là các bạn sử dụng sạc của iPhone đều ổn hết. Đó, rồi cho các bạn coi một vòng. Thì đây là cái thiết kế khi mà các bạn đeo này lâu đó, các bạn mở này ra, các bạn đeo lên nó sẽ nghe lập tức là nó mở. Nó mở để mà các bạn có thể kết nối với thiết bị như là điện thoại hay là máy tính bảng chẳng hạn. Nếu các bạn thích máy tính bảng thì có thể kết nối với máy tính bảng được. Thì đây là hai cái, một cái dành cho nữ nó hơi tròn, một cái dành cho nam nó hơi vuông một tí. Thì cái kiểu này, cái kiểu của Ray-Ban, cái kiểu đó nó rất là nam tính và rất là đẹp. Thì ở phía bên trên này Bose họ cấu tạo cái phần khung có thể phát nhạc được. Đó, các bạn thấy nè, chúng ta có những cái loa nè. Ở đây có một cái nút bấm duy nhất để chúng ta có thể điều khiển. Đó, ở phía bên trong có chân sạc. Đó, toàn bộ những chi tiết này thì Bose họ làm trên cái kính này nó rất là đẹp. Rồi mình sẽ có một cái bài khui hộp chi tiết về hình ảnh để các bạn có thể xem chi tiết hơn về cái kính này. Đây các bạn thấy không, cái phần khung này họ làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp và rất là cân đối. Phần khung ở phía bên ngoài thì cái bản nam á thì nó hơi to hơn và nó vuông hơn so với cái bản nữ. Bản nữ thì nó hơi tròn, tròn ở phía bên dưới, trong khi cái bản nam thì nó hơi vuông hơn chút xíu. Đó, phần khung ở bên trong làm bằng kim loại, họ là kết hợp cái màu vàng với màu đen là rất là đẹp rồi. Đó, bạn thấy nó rất là đẹp. Ở đây có một cái loa nè, có logo Bose ở đây. Đó, ở đây cũng có một cái loa nữa, logo Bose ở phía bên trong. Rồi, thì như mình nói lúc đầu, cái sản phẩm này là một cái sản phẩm công nghệ đặc biệt. Nó sẽ bao gồm cái công nghệ có thể kết nối với điện thoại và nó sử dụng GPS của chúng ta. Và nó báo cho chúng ta biết là giả dụ như các bạn đang đứng ở nhà thờ Đức Bà, thì nó sẽ locate được là các bạn đang đứng ở nhà thờ Đức Bà và nó cho các bạn biết một số những thông tin về nhà thờ Đức Bà. Đó là cái công nghệ mà Bose họ ứng dụng trên một cái tính năng mới mà tên là Bose AR. Thì hiện nay cái tính năng đó nó chưa có chạy nhiều ở Việt Nam, cũng như là chưa có sức ảnh hưởng nhiều đối với người tiêu dùng. Thì khi mà họ khuếch trương nó ra với những dòng sản phẩm của Bose như là những cái loa di động mà có cái Bose Frame, xin lỗi các bạn, là Bose AR, thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi chúng ta sử dụng toàn bộ cái combo này của Bose. Vừa là một cái kính để chúng ta có thể che nắng
và là chống lại tia UV, vừa là một cái thiết bị thông minh để các bạn có thể vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể biết được thêm về những cái địa lý khi mà các bạn đi du lịch hay là đi chơi chẳng hạn. Thì hiện nay như mình nói lúc đầu thì cái sản phẩm này có giá bán là 5.990.000 đồng, và có hiện tại nè, bây giờ đã có hai phiên bản, một cho nam và một cho nữ. Một cho nam rất là vuông vắn và rất là thời trang, một cho nữ rất là yêu kiều và rất là sang trọng. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây, và các bạn có thể bấm phía dưới phần mô tả để xem thêm những chi tiết khác về cái kính Bose Frame Anta này của Bose. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.